Chiều ngày 11 tháng 3, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm. Trước đó, dù không kháng cáo bản án sơ thẩm, bà Phương Hằng vẫn được triệu tập đến tòa. Tuy nhiên, bà Phương Hằng đã đi chấp hành bản án 3 năm tù tại một trại giam thuộc tỉnh Bình Dương, đồng thời có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án này là bà Đặng Thị Hằng Ni cũng vắng mặt tại tòa. Các bị cáo gồm Đặng Anh Quân, tiến sĩ luật, Nguyễn Thị Mai Nhi, trợ lý của bà Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, Huỳnh Công Tân, trưởng phòng truyền thông công ty cổ phần Đại Nam đều vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm. Trong đó, các bị cáo Nhi, Hà, Tân và luật sư bào chữa cho các bị cáo này đều có đơn xin hoãn phiên tòa. Ông Huỳnh Uy Dũng với tư cách tố tụng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án này cũng vắng mặt tại tòa. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác là bà Đinh Thị Lan thì xuất hiện tại tòa từ khá sớm. Bà này bật khóc khi được chủ tọa hỏi về việc có ý kiến gì về sự vắng mặt của các bị cáo khác. Đại diện viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa do tất cả các bị cáo cũng như luật sư bào chữa cho các bị cáo vắng mặt. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử đồng ý với đề nghị của vị đại diện viện kiểm sát và quyết định hoãn phiên tòa lần này.